Rồi, Vũ bắt đầu các bạn nha. Đây chiếc xe đang chở mình ra ha. Đường lên bơ hộp ủi thấy láng láng ngon rồi, bữa nay lên thấy ghê lại nè, nhưng mà cũng ok ha, trẻ qua bên đó cũng ok, không sao. Cái mọt này nhỏ xíu rồi nha, mọt này nhỏ chứ ai dài. Hôm nay mình lên cho tính quay ba cái mì ghe các bạn, quay mì ghe cho các bạn xem ha. Lên tới đây mới lên tới, bữa nay lên trễ, bữa nay mình tính không đi quay mà thôi mình chạy vòng chắc còn đợi không nữa. Hạ dốc luôn chưa hả? Rồi chắc hạ dốc. Có chiếc bé chạy dưới nè các bạn, để mình quay cho các bạn xem nè. Cầu trước cầu lên ha, cầu y pha rồi giờ ghe rồi xuống ha, xíu này xuống xuống chở mì ha. Qua đây nước lên quá trời luôn. Lại nước luôn. Oh.
lội ra ngoài chiếc ghe ngoài đó nha. Đây chiếc này 850 lên nè. À vậy đầu phía bên đây ha. Ghe yeah, cái lấy đầu lại không? Không khỏi. Chiếc này đang lên nè. Chở đầy nên bò lên chậm ha các bạn. Nó bị cát à, nên nặng. Chiếc này xài cầu IPA luôn hả các bạn. Chiếc này Someca 850 nha. Đây bữa ngày mưa dữ lắm các bạn ơi, nên là không quay được gì hết á. Mưa quá mưa luôn. Tám 50 thì 85 mã lực thôi các bạn. Này mình lên trễ chắc cũng quay mì ghe thôi, chứ còn mì kia xong hết rồi. Kia chở xong hết ha. Rồi, để trái ha. Rồi, dắn xe ra luôn. Đang dắn xe ha. Để trái. Rồi, nhường chiếc container bên phải đang xuống ha. Rồi, chú nhả cầu nữa. Một máy thì tiếng máy nó không thuê bằng 6 máy không. Rồi xong rồi các bạn. Đợi cái khác quay tiếp cho các bạn xem ha. Mới xuống dưới gấp xong bây giờ lên nè các bạn, cũng rất nhanh luôn ha.
khoảng mười mấy 20 phút, 20 phút là xong. Dâng cao quá rung. Xuống dốc đề ba cái cho các bạn nghe mày nghe nha, đề ba cái đã lắm. Hôm nay tính lên quay mì ghe cho các bạn xem mà mưa tới với lại đó bị ghe bữa nay vắng xe quá, vắng ghe luôn, ghe không có vô, mưa quá không có nhổ, là nhổ gần xong mình cũng không rành nữa không. Tại bên đảo chưa xong đâu, nhưng mà tại vì ghe về chưa về tới hay sao, giờ cũng 9 giờ mấy rồi, rồi ghe trái nữa nha, để cho các bạn xem này, nhóc này đầy ba cái cho các bạn xem ha, đầy ba rác lắm nha. Rồi thôi video kết thúc đây các bạn. Rồi bye các bạn nha.